nghe con gái của nghệ sĩ Nông Châu hát lên những cái lời ca từ trái tim của cha mình. Mỗi khi cậu cất tiếng ca như chuông vàng ngân trên điện thánh mừng quý vị đến với podcast trăm năm sân khấu một dự án nhằm hung đúc tình yêu của các khán giả đặc biệt là những khán giả trẻ với các loại hình sân khấu các loại hình nghệ thuật của dân tộc và trong mùa đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung vào loại hình nghệ thuật cải lương vào đầu thập niên 50 của thế kỷ 20 sân khấu cải lương là nơi những tư tưởng tiến bộ hiện đại nhất của tầng lớp trí thức văn nghệ nở rộ đi đầu là trường phái thật và đẹp do đoàn biệt kịch Nam Châu chủ trương nhằm cải tạo nghề hát vốn còn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của sân khấu Trung Hoa. Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung sẽ trải lòng về sự nghiệp đồ sộ nhưng cũng lắm đoạn trường của cha cô, cố nghệ sĩ nhân dân Nam Châu. Ông được mệnh danh là hậu tổ của cải lương, một bậc kỳ tài trăm năm có một. Không chỉ nổi danh ở sân khấu mà còn góp phần tạo nên diện mạo của ngành điện ảnh hôm nay. Và trong tập này à, chúng tôi vinh dự được à, trò chuyện với À, đạo diễn sân khấu Nguyễn Hồng Dương Kính chào quý vị, Kính chào các bạn trẻ, những ai yêu thích cải lương lời chào trân trọng nhất. Ừ. Và lời đầu tiên thì tôi cũng mong muốn rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ khiến cho các khán giả trẻ yêu thích sân khấu cải lương có thêm được một chút ít hiểu biết và có được những cái hình ảnh về một cái nghệ thuật hết sức là gần gũi và đồng thời được yêu mến nhất. Xin chân thành cảm ơn bình tĩnh bình tĩnh nãy giờ con nói chuyện với cô con thấy bình thường sao giờ chuẩn bị quay cái con rung à tại con không phải là người dẫn chương trình chuyên nghiệp đó cô cô đợi con nha hít thật sâu hít thiệt sâu thở ra từ từ hít thật sâu thở ra từ từ cứ hít thiệt sâu thở ra từ từ ngoài kia hít vô chúng ta đang đến một buổi tập yoga từ 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 A. tập ra là cái đó là phương pháp để luyện luyện thanh luyện thanh và sau đó là từ đó là mình luyện âm chính vì vậy cho nên có phương pháp hết đó làm sướng công viên vậy hết vô ha thở ra ha còn hãy mà ca sĩ thì hết vô xong giữ bắt đầu thả ra là gì đó đó là luyện thanh dạ. Yeah. cho nên là phương pháp phải có học chỉ có học mà gọi là nói 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 mà nói là phương pháp của giọng bụng dạ. Yeah. xong rồi thì khi mà mà luyện thanh như vậy thì phát ra tiếng rồi mới bắt đầu là đi vào cái khi nó dày lên rồi thì luyện khẩu hình dạ. Yeah. ca sĩ phải luyện khẩu hình cho đẹp Dạ yeah còn diễn viên thì không cần phải khẩu hình đẹp nhưng yeah. ít nhất cái khẩu hình nó sẽ giúp cho mình tròn vành rõ chữ, yeah. không lép một chữ nào cả. Yeah. Chính điều đó sau này các các cái sân khấu mà không sử dụng micro á, yeah. nó thua. Cô nói nghe hồi xưa má cô diễn ngay tại cái rạp Nguyễn Văn Hảo tức là rạp công nhân bây giờ đó nhà hát kịch thành phố á nó có uh, từng tật. Tầng 1, tầng 2, và nó có ở trên nữa, nó có một cái người ta gọi là cái chuồng gà. tại ừ. Pháp nó gọi là poulaise đó, là chuồng gà. Thì má cô ở dưới sân khấu á, là coi như nói như thế, giọng lên tới chuồng gà đó. Dạ. Yeah. Nghĩa là kỹ thuật này là kỹ, kỹ thuật. thuật opera. Đúng. Không. Người diễn viên phải học kỹ thuật opera yeah. hết. Yeah. Cho nên học diễn viên là anh học toàn diện. Ừ. Cô nói ha. Học toàn diện khi mình đi học mình mới biết rằng muốn nói cho hay, nói cho giỏi, nói cho không mệt trên sân khấu bắt buộc anh phải luyện thanh yeah. theo kỹ thuật của thanh nhạc. Yeah. Anh muốn người trên sân khấu của anh đứng đẹp, xoay hình đẹp, dễ dàng di chuyển, anh buộc phải học cái giải phóng cơ thể. Mà giải phóng cơ thể thì một đó là nó có một cái luyện để giải phóng thể hình. Thứ hai là anh phải học múa mà múa ballet hẳn hoi, ừ. sau đó là múa hiện đại Và thậm chí là anh phải học xiết. Nha. Yeah. Thì cái cơ thể của anh nó mới gọi là nó mềm, nó dẻo. đứng trên sân khấu anh chỉ cần xoay một cái là người ta thấy anh đẹp hay không? Yeah. Cái đó nằm trong cái thật và đẹp. Nha. Yeah. Cảm ơn cô. Nãy giờ cô nói thì mới thấy là hóa ra là cải lương nó cũng thứ nhất là rất khó. Thứ hai là nó rất sang trọng, nó rất gần với lại cái nghệ thuật hàng lâm của thế giới, chứ nó không hề là một thứ sớn như là rất là Dân nhiều. Dần tôi là tôi dần cái chữ dạ. sớn lắm đó nha. Dạ. Cải lương không bao giờ sớn. Dạ. cái lương phát xuất từ đầu. Ừ. Nó phát xuất nếu không muốn nói những người mà gọi là có cái ý thức về cái sinh ra được một cái nghệ thuật cải lương. Dạ. Hầu hết những người đó là những người trí thức. Dạ nếu họ không phải là những bậc trưởng giả thì họ cũng là những người nho học. Nha. Yeah. Cái lương họ sinh ra từ những cái đầu óc của những con người đó. Yeah. Và đồng thời cộng thêm đó chính là cái hơi thở của cái thời đại mà nhất đó là cái gì? Đó chính là cái sự du nhập của một cái nền văn hóa phương tây. Yeah. Như vậy là trái với lại uh, suy nghĩ của rất nhiều người là cải lương là một cái điều gì đó rất là bình dân thì chúng ta thấy là cải lương nó có một cái sức sống nó đi từ à, những cái bậc trí thức rất là cao bắt đầu đi xuống và hòa nhập với lại cái sự bình dân ở đây và tạo ra một cái loại hình nghệ thuật mới đúng không ạ chính ra mình đừng có nói cái chữ là bình dân yeah. mà cũng đừng nói cái chữ là trí thức yeah. nhưng phải nói một cái rằng cái cải lương nó có thể hòa nhập được rất nhiều ừ. các cái người trong xã hội yeah. Nó có thể thu hút từ những bậc trí thức cấp cao yeah. Nhưng đồng thời nó cũng có thể thu hút được những người Sống trong tầng lớp xã hội bình thường yeah. Tuy nhiên Tại vì do nó sản sinh ban đầu Theo cô nghĩ Là nó từ những người có cái trí thức yeah. Có cái trí thức vâng. Có một cái trình độ văn hóa yeah. Cho nên cái 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 gọi là những cái tác phẩm ban đầu, những cái sản phẩm ban đầu nó luôn luôn phải mang chứ là những con người đó chứ yeah. và mà không có cái tầng lớp để nghe mình yeah. thì ai sẽ là người phổ biến được cái dòng này thì lúc bấy giờ thật sự mà nói ngoài đền ca tài tử là cái nơi mà ở ven sông ở đồng ruộng ở những cái ngôi nhà bình thường của người dân sau đồng án họ có thể ngồi lại với nhau và đồng thời chơi với nhau một cách ngẫu hứng của đơn ca tài tử yeah. thì khi bước lên một giai cấp khác một cái gọi là vô một cái salon mình gọi là thính phòng của những người giàu có mình phải nói thẳng là yeah. những người giàu có bây giờ thì họ mới có cái điều kiện để họ nghe họ tập hợp các tài tử này lại họ nghe và từ những con người này đi vào thì cũng có những bậc văn nhân thi sĩ, à, văn nhân thi sĩ họ viết thành những bài ca ở trong cái dòng nhạc đó. Bây giờ con xin phép ngưng cái mặt nói chuyện về lịch sử uh, rất là hay rất là thú vị của cô để uh, mời cô xem một bức ảnh. Không biết cô có nhận ra bức ảnh này không? À, yeah. uh, uhm. bức ảnh này á thì trong ảnh này có hai nghệ sĩ dạ yeah. à, xin được phép giới thiệu nghệ sĩ mà quỳ ở dưới này đó là nghệ sĩ nhân dân phùng há dạ yeah. à, mà cô thì gọi là má bảy dạ yeah. mà hầu hết tất cả sau này các nghệ sĩ đều gọi là má bảy yeah. còn các con cháu thì gọi là bà ngoại dạ yeah. không ai gọi bà nội hết nha bộ yeah. cái chỗ đó uh -huh. gọi bà ngoại không ạ à. Yeah. À, mà má bảy phùng há là một trong những bậc tiền phong, yeah. nha. Bà thì lại chuyên về loại hình trùn Quảng Đông, bởi yeah. vì vốn bà là gốc Trung Hoa, yeah. cho nên là bà chuộng với cái loại hình của Quảng Đông. Yeah. Và khi mà bước vào những cái giai đoạn mà văn Hí ban dân dân phước cương rồi này kia đó, lúc yeah. cái thời gian mà gọi là bắt đầu hình thành cái nghệ thuật cải lương, yeah. thì bà mới mới gọi là có cái dịp để diễn chung với ba mình thì từ đó bà mới bắt đầu chuyển sang để diễn những loại tùng xã hội. Dạ. Yeah. Đấy thì bác bảy phù hóa phải nói trong nhân vật này là nhân vật phạm Lại. Dạ. Yeah. Trong vở tuồng là tây thi gái nước việt. Yeah. Thì nhân vật thứ hai là nhân vật tây thi thì nhân vật này do mẹ mình yeah. là cô kim cúc phụ yeah. trách và vở diễn này lần đầu tiên được diễn năm 1955 trên sân khấu của Việt kịch Nam Châu. Dạ. Yeah. Thì đây cũng là một vở thi ca vũ nhạc kịch đầu tiên. Dạ. Nha, mà của Cái lương. Dạ. Yeah. Ở trong vở này, đây là một kịch thơ của tác giả Hoàng Mai. Dạ. Yeah. Và ba mình là người chịu trách nhiệm chuyển thể Cái lương. Dạ. Yeah thì khi chuyển thể cải lương ông đã manh nha trong đầu của ông rằng vở không thể dừng đơn thuần ở cải lương không yeah. mà nó còn phải có một cái hình thức để thu hút yeah. chính vì vậy cho nên ông nghĩ đến cái thi ca vũ nhạc kịch thi ừ. là kịch bản thơ yeah. vũ múa ca có ca khúc yeah. nhạc có chơi nhạc yeah. và kể cả có một kịch bản Yeah. và trong cái vở này là cái vở đầu tiên ông thể nghiệm cây đèn đen dạ yeah. đừng đầu tiên của sân khấu này là ông thể nghiệm cây đèn đen dạ yeah. và đây cũng là một sân khấu mà ông làm thiết kế ba tầng dạ cái vở này là một trong những cái vở mà ông thể nghiệm rất nhiều yeah. và thể nghiệm đưa luôn cả tân nhạc vào ừ. trong cái sân khấu ừ ở đây mình chúng ta thấy một cái đặc tính của cải lương đó là nó có khả năng gọi là tiếp biến nó có khả năng uh, uh, nhập vào những cái thể loại như cô vừa nói thi ca vũ nhạc, nhạc kịch. kịch là mình thấy năm cái ở Chính trong rồi. một, trong loại, trong hình một nhạc, loại hình nghệ thuật. thuật và thật sự trong cái vở này ông tập hợp rất nhiều các nghệ sĩ tài danh yeah. để vừa giúp cho ông trong cái công việc Đó là thực hiện một tác phẩm nghệ thuật là ông là tác giả và ông cũng là người đạo diễn dạ. mà xưa mình gọi là thầy tuồng hay là dạ. dàn dựng nhạc sĩ sáng tác chính là nhạc sĩ lê thương dạ. lê thương của hoàng dọng phu dạ. chính là nhạc sĩ sáng tác cho cái kịch bản này dạ quá tuyệt vời à, khi cô có việc làm việc với lại các cái chuyên gia nước ngoài sang đây họ đều hỏi cô một câu rằng cải lương khác cái gì so với hát bụi dạ và lại bao nhiêu lần cô phải giải thích cho biết rằng nó đã thoát thai như thế nào và tại sao họ đặt vấn đề là cải lương có thể thu hút được rất nhiều và chúng tôi dễ tiếp cận hơn là bởi vì cái hình thức của cải lương ba cô đã từng nói với cô rằng ông muốn nó làm thành một không phải opera mà là opera của pháp ừ. và khi cô đi sang nước ngoài cô đi coi rất nhiều các cái sản phẩm nghệ thuật khác trong đó có opera, có operette, có nhạc kịch, kể cả siết luôn. Thì cô đã bắt gặp cái mà ông gọi là chân lý của cái thật và đẹp ừ. trong tất cả các hình thức đó, kể cả đối với Broadway. Yeah. Nãy giờ quý vị nghe nhắc đến một nhân vật là ông đó, trong cái uh, lời gọi của cô Hùng Dung đó. Là nhân vật mà đã có một cái công đó là đưa nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há từ nghệ thuật... Uh, À, hát Quảng Đông sang diễn những cái tuồng xã hội đó và là một cái người đạo diễn, một cái người uh, viết tuồng tiên phong thì uh, bây giờ con uh, mời cô xem một bức ảnh này và mời quý vị xem bức ảnh này. Đây. Đây chính là ông. <laughs> đây chính là ông tôi. Ông mà ông nha mà là bà tôi. Dạ. <laughs> Nó ông ta tưởng ông ngoại. <laughs> dạ. À kính thưa quý vị đây là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu. À, còn được gọi với cái tên triều mến là ông Nam Châu, đúng không ạ? Tên đầu tiên và nghệ danh của ông chính là Nam Châu. Yeah. Còn cái tên Nguyễn Thành Châu là cái tên dành để cho sáng tác yeah. và đạo diễn. Yeah. Đó. Vì vậy cho nên nói tới Nguyễn Thành Châu ít có người hiểu, ít có người biết. Và nó cũng không mang tính lịch sử bằng cái tên Nam Châu. Dạ. Yeah một Và. mình ông không ông năm năm cái châu lận đó. <laughs> không những là một mình năm châu đâu mà còn là một mình kim rất là nhiều những vai trò chúng ta thấy là trong cái bức ảnh này là ông xuất hiện như một tài tử đúng không con? Ông từng là một diễn viên. À, ông là một thầy tuồng có nghĩa là người viết kịch bản, ông là đạo diễn sân khấu, ông còn là đạo diễn phim điện ảnh tại vì hình như là phim người đẹp Bình Dương cái phim mà làm nên tên tuổi của thẩm thúy hằng chính là do ông đạo ông diễn viết dạ, và ông đúng không ạ? vâng à, và ông cũng từng là một kép hát và từng là một cái người hát rất là ăn ý với lại uh, nghệ sĩ nhân dân Phùng há và hình như giữa họ cũng uh, từng có một mối tình đúng không cô? ờ mình nói cái này là mình hơi bị khiên cưỡng á, dạ. là tại vì mình hơi bị ép á dạ. chứ còn thực ra ba với má bảy hoàn toàn là người bạn đồng nghiệp thân thiết dạ. người tình sân khấu đúng không ạ à? đúng đó người ta gọi là người tình sân khấu thì thì đúng nghĩa hơn dạ. nhưng mà khi mà nhắc đến uh, ba của chị đó thì nhắc đến ông nam châu đó thì ông đã kiêm rất là nhiều những cái vai trò như thế nhưng mà cái vai trò nào với chị là cái đóng góp quan trọng nhất của ông cho lịch sử sân khấu Việt Nam Phải nói thật yeah. Khi còn nhỏ tôi không có may mắn Để mà được sống gần ba nhiều yeah. Tại vì ba mất Ngay chính khi tôi mới có được 21 tuổi yeah. Là ba mất Cho đến năm nay yeah. Là hơn 40 năm Là không có ba kề cần yeah. Mà cái thất bại nhất của tôi chính là cái quá trình của mình khi bắt đầu vào cái con đường trọn lựa của mình thì không còn ba ở cái bên nhưng đồng thời tôi lại có được một cái điều kiện để có thể đọc để có thể tìm được qua các tác phẩm của ông yeah. và cũng như là có những dịp mà tôi được trực tiếp xem ông diễn yeah. cái đó là một trong những cái may mắn mà tôi còn giữ được cái hình ảnh đó trong mình yeah. Bởi vì thật sự vào những cái năm mà mình bắt đầu có thể nhớ được trong ký ức của mình. Thì vào những năm đó ông bắt đầu đã đi vào cái giai đoạn là đào tạo. Yeah. Mà chính từ cái chỗ đào tạo này tôi soi ngược dòng trở lại. Thì mới thấy rằng ông đã bước đi như thế nào. Và bước đi thật chắc chắn. Mà đó cũng chính là những bài học cho tôi sau này. Yeah. Và cũng như là cho tôi truyền lại cho các thế hệ sau này yeah. bởi vì thật sự thì khi đọc và khi nhìn lại bằng tác phẩm của ông bằng những cái hình ảnh mà tôi đã được trực tiếp xem ông diễn yeah. xem ông đào tạo mà nhất là gần nhất là khi tôi xem ông đào tạo chị Thanh Nga, anh thành được chị ngọc giàu qua cái sân khấu dị khuya là cái cận nhất yeah. đó thì tôi mới bằng cái biết được của mình, bằng cái kiến thức sau này của mình, thì mình mới cảm nhận rằng ông đã đi những bước đầu tiên của ông như thế nào. Và chính đó cho tôi cái kinh nghiệm để đưa học trò của mình đi từng bước đầu tiên như thế nào. Yeah. Như tôi nói lúc nãy, sân khấu cải lương nó thoát thai vào những cái năm đầu của thế kỷ 20, có nghĩa là văn học phương Tây nó du nhập vào thì lúc bấy giờ ông mới có mười mấy tuổi yeah. năm mười bảy tuổi thì ông mới bỏ trường để đi hẳn vào con đường nghệ thuật mà thời đó gia đình không có một người nào làm nghệ thuật cả yeah. ông nội tôi làm công chức cho nên cái nghệ thuật mà đối với gia đình nội tôi là một cái gì đó nó cũng kinh khiếp lắm yeah. chứ nó cũng vừa đâu ừ. mà ông lại là con trai độc đinh yeah. cho nên ông nội bắt vô trường dòng học mà cụ thể là ông học trường La Santa Ba mà bây giờ là trường Trần Đại Nghĩa đó. Yeah. Thì như vậy á là cái năm đó là ông thi vô trường Ta Ba. Yeah. Thì trời bảo ông từ Phú Quốc phải đi theo ghe đổ đường về để thi vào. Thì trời bảo ghe nó về nó vô trễ. Yeah. Vì vậy cho nên ông lỡ cơ học và thi vào trường Ta Ba. Và như vậy bỏ nhà đi hát luôn yeah. ông nội có rượt theo bắt về bà nội có khóc lóc gian sinh đủ thứ thậm chí là cưới vợ luôn cho yeah. ông để giữ chân ông nhưng nghệ thuật nó đã lôi ông ra khỏi cái ngôi nhà đó rồi nhưng yeah. mà là cắt nứt ông với tất cả các cái mối dây đó hết yeah. để ông được thoải mái và ông bước thẳng vào con đường nghệ thuật yeah. qua cái đờn ca dạ yeah. nhưng mà ông ông nam châu đã làm được một cái điều uh, với con là rất là lớn lao với sân khấu không chỉ là những đóng góp của ông uh, về những vai diễn hay những vở tuồng mà còn là việc ông đã xây dựng nên một cái văn hóa dành cho uh, cái thế hệ diễn viên để cho công chúng không có coi thường diễn viên nữa thí dụ như là ông uh, một cái việc là ông xóa mù chữ uh, cho các cái uh, diễn viên uh, làm việc với ông ông bắt buộc mọi người phải đọc kịch bản phải tôn trọng kịch bản chứ không phải là nói cho nhau nghe như ngày xưa nữa rồi uh, ông uh, cấm tiệc nạn cờ bạc hút chích này kia nọ để xây dựng một cái sân khấu mà uh, nó nó đẹp để cho công chúng không có coi thường nữa đúng cái đó là vào cái giai đoạn mà ông thành lập cái uh, việt kịch nam châu yeah, lúc bây giờ thì phải nói thật sự cái manh nha để được một cái lứa diễn viên mà khi bước ra với công chúng người ta thấy cái dáng dấp của cái sự văn minh một cái dáng dấp của một cái con người có học cho nên ngay trong cánh hát ông mới bày tất cả những cái học để xóa mù để đọc được kịch bản để cùng trao đổi với kịch bản tranh luận cùng với nhau yeah. chứ không phải chỉ có một cái duy nhất là nói sao làm vậy mà chính vì cái chỗ đó thì ông đã phát huy được cái ý thức độc lập của từng diễn viên yeah. cái ý thức sáng tạo của từng nhân vật yeah. và cái ý thức xây dựng cái tuyến nhân vật cho toàn vở có tính chất mạch lạc yeah. và nó chân thật yeah. thì nói lại cô trở lại lúc ban đầu là bởi vì khi ông vô như vậy thì cái hình thức ông học Uh, cái cái trình độ khi ông học cho điều kiện ông nghiên cứu được sách vở yeah. thì lúc bây giờ sách vở có phương tây nó qua trong tất cả những sách vở ông đọc thì ông lại gọi là đam mê và thích thú và đồng thời là cuốn khúc vào cái cuốn đào tạo diễn viên của Stanislavski. Dạ, yeah. sau này cô nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết uh, khi mà cô có cơ hội rời khỏi Việt Nam để đi học uh, trên thế giới thì À, cô mới nhận ra rằng à hóa ra những cái điều tân tiến mà cô được học đây là ngày xưa ông Nam Châu đã nói với cô hết cả rồi. Đúng, chính nhờ vào cái hệ thống của Stanislavski. Yeah. mà ông mới bắt đầu nghiên cứu và đưa vào trong cái việc thực tập của ông khi ông làm diễn viên. Dạ. Yeah. Từ cái chỗ ông làm diễn viên Và ông nước miền không diễn theo Cái motif như của hát bội Tức là nó có những cái truyền thống yeah. Nó có những vũ đạo Nó có những nguyên tắc của cái nghệ thuật yeah. hát bội Thì ông dùng Cái Stanislavski để ông đưa Cái nghệ thuật của tâm lý vào nhân vật yeah. Và vì thế cho nên Với hệ thống Stanislavski Cũng có những cái nhân vật Nó cũng phải có những cái vẻ trên mặt Nhưng khi diễn, khi nói Khi đọc, đó là con người thật. Con xin phép cô đã làm vì bản thân con à, hiện nay con đang làm nghề biên kịch, oh nên rồi. là khi con đọc à, những cái kịch bản mà ông viết đó, thì con phải thấy rằng đây là một cái kịch bản rất những cái kịch bản nó rất là văn minh với những cái lời thoại mà nó có một cái mà hiện nay rất là ít biên kịch có được đó là cái mình gọi là cái subtext có nghĩa là cái ý ẩn ở phía sau đó thì con thấy là cái kỹ thuật viết thoại kỹ thuật viết phân cảnh của à, ông nam châu đã đạt được đến một cái trình độ đỉnh cao từ cách đây hơn nửa thế kỷ rồi thì à, con muốn hỏi tiếp với cô là à, cô nãy giờ nghe cô kể về cha của mình với tất cả những cái niềm tự hào đó thì mình thấy đây là một cái nhân vật thật sự là mình phải dùng một cái từ là vĩ đại đã dành trọn cái trái tim của mình cho sân khấu nhưng dường như à, cuối đời ông nam châu có một cái sự chán chường có một cái sự bi quan nên là có rất là nhiều thông tin về việc là ông không có muốn cho con cháu đi theo cái con đường nghệ thuật của mình có thể vì ông cảm thấy có một chút vỡ mộng gì ở đây sân khấu cải lương không còn như ông nghĩ và con còn nghe thêm à, những cái luồng à, à, thông tin là rằng ông nam châu không muốn à, người đời sau diễn lại những cái kịch bản của ông hơn 50 kịch bản của ông được viết bằng cả trái tim nhưng ông không không muốn ai diễn lại và thậm chí còn có tin rằng ông muốn đốt đi và rất là may mắn là nhờ cô mà mới giữ lại được đúng không ạ thực sự là như thế này ngay chính trong cuộc đời của ông cái lúc ông đương thời và đang được lên mình tạm thời là gọi là đỉnh cao á yeah. thì lúc bây giờ ông đã nhìn thấy rằng cái sân khấu nó sẽ có một cái chiều hướng khác hay nói chung là nó sẽ đi vào một giai đoạn thoái trào. Dạ. Yeah. Bởi vì á, đánh giá vào cái thời đại, đánh giá vào xã hội nó đang tiến triển, thì ông đã nhìn thấy rằng cái phương tiện mà nó văn minh hơn hay là nói chung là nó sẽ kỹ thuật hiện đại hơn. Cho nên bắt đầu từ những năm 55, 56 là ông đã bắt đầu chuyển hướng sang điện ảnh. Thì như vậy, ông đã nhìn thấy rằng cái bước chuyển kế tiếp Sân khấu không thay đổi thì không tồn lại. Yeah. Và cái thời cuộc nó đưa lại đến cái lúc bấy giờ trong cái thời tạm chiếm là nó nảy sinh nhiều các cái vấn đề về nghệ thuật. Nó nó tạo nhiều cái mà khiến cho ông cũng cảm thấy rằng nếu mà chúng ta xa lạ vào cái chỗ này thì một là mình tự bán mình mình. Yeah. Và như vậy thì ông tìm cái con đường sang điện ảnh. Ông sống với Điện Ảnh trong một thời gian mãi cho đến năm 1966 khi mà Đoàn Thanh minh Thanh Nga bắt đầu gọi là muốn trở lại với một cái nghệ thuật cải lưng chân chính yeah. và yêu cầu uh, Má Năm Bộ Thơ yeah. là có hết sức trân trọng mời ba, mời Má Bảy hay là mời Má Mình về để đào tạo cho chị Thanh Nga chủ yếu nhưng đồng thời để khôi phục được cái gọi là cái, cái 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 một cái cải lương mà của gia đình Thanh minh thân nga muốn gây dựng thì lần đó là lần trở lại sân khấu cũng là lần cuối cùng ông viết kịch bản cải lương cho dạ. sân khấu là cái sân khấu về khuya dạ đây kính thưa quý vị đây là vở sân khấu về khuya à, đây là một cái bản in bằng giấy poly hả cô hả bằng giấy pơ dạ đây bản bằng đánh này. máy đó bản bản đánh máy này được uh, ra đời năm 1966. Có nghĩa là nửa thế kỷ rồi cô Dạ. Yeah. Và chúng ta chúng ta vừa nghe uh, cô Hồng Dung chia sẻ là trong cái sự uh, có một chút chán trường, có một chút bi quan của mình thì khi trở lại, khi được mời trở lại uh, làm việc với lại uh, đoàn Thanh Minh Thanh Nga với một cái dàn ngôi sao rất là hùng hậu vào cái thời điểm đó là có uh, thanh thành được nè thành được ngọc ờ à, uh, chị thanh thanh hoa dạ. anh nam hùng dạ. vân vân đó là một dàn ngôi sao có thể nói là gọi là giải ngân à, hà đó anh Vũ phước nữa dạ. à, phải kể anh Vũ phước nữa ừ, có nghĩa là những 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 diễn viên đóng trong cái vở này đều đã từng đạt giải thanh tâm Đúng. có nghĩa là một cái dàn ngôi sao không bao giờ có có Đúng. thể có một cái dàn ngôi sao nào tuyệt vời như vậy Đúng. thì ông nam châu đã viết cái vở mà có thể nói là nó nó mang cái cái trái tim nặng trĩu của ông cái vở tên là sân khấu về khuya đúng không cô đúng Này, sân khấu về khuya nó nói về một cái thực trạng của sân khấu chính là những điều mà ông đã đang đau đau ở trong lòng mình đó là đó. cái thực trạng của một sân khấu vào thời kỳ suy thoái hay thoái trào hay nói là về chiều yeah. thực sự sân khấu về khuya là một trong chùm ba ba kịch bản ông viết để làm thành là cái tuyên ngôn Nghệ thuật yeah. và đồng thời là tuyên ngôn cho cái chân lý thật và đẹp của ông yeah. Ngoài sân khấu về khuya thì trước đó là có cái phụ phàng yeah. Sau này ông đổi tựa tên là men rượu hương tình à, Cái thứ hai là cái nợ dâu yeah. Và cuối cùng là sân khấu về khuya yeah. Sân khấu về khuya thật sự nó là một kịch bản do chính ông viết cải lương lại Từ cái bản kịch nói của ông đã viết trước đây yeah. cái đó nó có thể cho chúng ta thấy rằng ông đã bắt đầu muốn chuyển cái hướng của cái nghệ thuật cải lương nó sang một cái giai đoạn khác yeah. và thậm chí mình có thể nói rằng ông muốn chấm dứt cái cuộc đời của ông trên sân khấu cải lương bằng cái trong bóng hậu trường yeah. nhưng chắc có lẽ rồi tổ nghiệp cũng vẫn còn phải nấu níu chân ông mãi cho đến khi ông bắt buộc phải viết trở lại và như thế thì cái trong bóng hậu trường đã được chính ông cải lương quá để trở thành sự sân khấu khuya và cũng nhờ vào cái dàn diễn viên của đoàn thanh minh thanh nga lúc bây giờ một cái dàn diễn viên quá cứng tay yeah. và thậm chí là họ cũng có một cái ước nguyện rằng phải là một cái sân khấu cải lương nào đó nó thật sự là, là gọi là đỉnh cao yeah. và cũng đỉnh cao cho chính họ nữa và đồng thời họ tin tưởng rằng những cái người thầy đang cùng với họ làm việc đây từ ba cô cho tới má bảy cho tới má cô vân vân thì họ đã cảm nhận một điều rằng họ không tiếp thu được lúc này thì sẽ không còn lúc nào khác để yeah. họ có thể tiếp thu cho nên toàn bộ những tinh hoa ấy nó đã tập hợp lại với nhau yeah. và nó đã làm cho sân khấu về khu trở thành một cái cái mình gọi là cái đỉnh hay nói chung là một cái lưu trữ vĩnh viễn về sau này một dấu ấn của đoàn thanh minh thanh nga yeah. và đồng thời là dấu ấn của một kịch bản yeah. À, nhắc đến ông Nam châu thì không thể bỏ qua cái trường phái thật và đẹp mà ông luôn ấp ủ thì uh, cuộc sống ở đâu thì nghệ thuật nó phải ở đó thì uh, ông Nam châu đã luôn luôn xây dựng một cái sân khấu thật và đẹp uh, thứ đó là chân lý của ông mà dạ yeah. mình uh, có nghĩa là mình không thấy cái khoảng cách giữa sân khấu và cuộc sống khi mà khán giả nhìn uh, từ dưới lên sân khấu họ thấy cuộc sống đang hiện ra trước mắt họ những uh, diễn viên họ họ cũng là họ họ cũng là những con người đó là những nhân vật của đời thường dạ đúng rồi. đó là những nhân vật của chúng ta dạ. và họ nói lên cái tâm tình của chúng ta đúng rồi. chúng ta thấy mình trong họ và cái họ đang ở trên sân khấu ngoài cái nhân vật đó mình có trong cuộc đời của mình dạ. thì cái cách mà họ đang nói đó cái cách mà họ đang ca đó cái cách mà họ đang đang diễn ra yeah. nếu mình nói là cái chữ diễn ra đó yeah. hoàn toàn tự nhiên yeah. hoàn toàn như trong cuộc đời cô với bình đang nói chuyện như thế này yeah. không có cái không, không có cái sự cách biệt giữa cái con người thật và cái con người trên sân khấu yeah. không có cách biệt giữa cái con người trong xã hội và cái nhân vật đang ở trên sân khấu đó đó yeah. chính là sự thật dạ yeah. con rất là chia sẻ điều này bởi vì khi mà viết kịch bản á, thì chính của những người biên kịch như tụi con cái gì khó khăn nhất là gì đó là tạo ra những nhân vật mà người xem họ tin rằng có thật họ tin rằng nó rất gần với họ họ tin rằng họ đã từng gặp ở đâu đó trong cuộc sống này chứ chúng ta không, không cố tạo ra những nhân vật quá phi thường quá đặc biệt đến mức Đúng. cảm thấy xa lạ với công chúng mà cũng chính vì vậy cho nên cái chân lý thật và đẹp không phải chỉ dành cho cái người diễn viên yeah. diễn thật và cái thật của cái nhân vật đó nó sẽ trở thành cái đẹp yeah. của cái nhân vật đó. Yeah. Còn ở trong kịch bản thì cái thật của nhân vật là cái thật nó phải... nó không tưởng, không phải là những nhân vật không tưởng, không đẻ ra đâu ra hết, yeah. phải từ trong cái cái... Tình trường của xã hội, yeah. của trong cái thời đại, trong cái đời sống mà bước lên sân khấu. Yeah. Và kể cả cái thật đó là nằm trong cái văn phong, cái ngôn ngữ, cách đặt bài ca, cách trình bày những bài ca. Trình yeah. bài hay đã đành, nhưng đẹp trong bài ca là gì? Là không phải chỉ là ca, mà trong ca nó phải có cái diễn. Yeah. Và trong cái diễn trên sân khấu thì nó phải có cái thật. Dạ. Yeah cho nên ở cái chỗ này là cái chỗ mà nếu hiểu cận, nếu hiểu được để đi phân tích sâu xa tôi chắc chắn rằng các diễn viên của chúng ta sẽ biến thành những nghệ sĩ hoàn toàn yeah. thật và đẹp dạ yeah. con rất chia sẻ điều này với cô cái thật và đẹp cái thật nó đến trước bởi vì phải có thật, cái thật nó mới có cái đẹp, đẹp. bởi vì tận cùng của cái thật nó Đó chính là, là cái đẹp, đẹp. Dạ. đúng vậy thì á đỉnh cao của thật và đẹp là đây là ở sân khấu về khuya. Để cô nói nghe. Dạ. Yeah. Ở trong này ví dụ như cô nói ở trong cái ca diễn chẳng hạn, yeah. cái thật và cái đẹp ở trong một cái ca một cái diễn, ha, thì nó 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 phải được phô triển như thế nào? Ví dụ như bây giờ mình á, nếu mà mình dùng một cái bài ca, yeah. để mình nói chuyện, thì nó có thể là một bài ca. Dạ. Yeah. Nhưng nếu mình dùng cái bài ca đó để trở thành một cuộc đối thoại thì nó không phải còn là một bài ca nữa yeah. mà nó phải là một câu chuyện nói trong một cái âm nhạc. Tôi yeah. nói ví dụ cái cái bài lý phất kiến chẳng hạn. Yeah. Cái cô nói ví dụ cái bài đó nó thể hiện lúc nào? Cái lúc mà một người bạn rất thân thiết với đôi vợ chồng lĩnh nam và giáng hương yeah. đến thăm và đồng thời anh ta cũng là một trong những cái fan Yeah. của giáng hương yeah. thì anh có những cái lời hay là có những cái mà bản thân anh không hiểu được cái nghệ sĩ là yeah. cái gì thì ba đã dùng cái bài lý Phước kiến bài lý Phước kiến là một bài bản vắng yeah. chứ không phải là một bài bản tổ yeah. nhưng ở đó nó sẽ miêu tả được cái dí dởm cái nhẹ nhàng mà bởi vì lý Phước kiến thì nó có tính chất cái âm hưởng cái hơi trung quốc một chút yeah. nhưng mà rõ ràng cái nhờ cái nhịp điệu này mà gián hương trở thành một nhân vật rất là nũng nịu, yeah. rất là dễ thương, yeah. nhưng không phải là nhẽo Ví Nhiều cô 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 sẽ bình bày như thế này ha. Yeah. Quốc sư sẽ nói rằng, ồ gián hương tuyệt mỹ, gián hương tuyệt kỹ, nhưng chị sẽ dẫn cái anh chàng mà chị cuốn hút được đó uh. vô chuồng khỉ để làm cái gì uh. thì gián hương mới triêu tức nha. Để để anh kia nói để làm gì? để tặng cho anh à, chàng chữ ký bằng vàng trên quyển sổ tay vì anh ta đã nhận biết tôi gian hương thư thiệt chứ không phải là đồ mà nó nó là như vậy nó nhũng nhũng liều như vậy cho đến quốc sơn chen vào thiệt là chỉ có nhiều trò chơi chỉ làm chút nữa tôi rất Thời thế mà chị vẫn cứ vui Dáng hương tâm vui là cái tâm trời cho những cô đau kiếp người ta ngăn ngùi nhất là ngần nghiệp phân son có tình có cảm cứ đem cho cho mãi cho mãi đơn khi mắt Cố hát lệ thì đời buồn tân, ngày xanh cũng qua mất nhanh thế mà họ vẫn cứ vui yeah, hay quá cô đây là một đoạn trong gọi là vô số những cái đoạn hay ở trong cái uh, sân, khấu sân khấu về khuya này À, sân khấu về khuya này có một cái điểm à, đặc biệt khi mà tôi mở ra khi mà con mở ra đó cô là mình thấy ở đây là cái bản phân vai và bản phân vai chúng ta thấy ở đây có 12 vai 12 vai tổng cộng trong cái vở này Thì chúng ta thấy là cái vai nó được viết theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu Chứ không phải được viết theo kiểu bản là nhân vật chính ừ. thì lên trước Nhân vật ngôi sao lên trước Thì chúng ta thấy là trong kịch bản không có vai chính Không ừ. có vai phụ chỉ có thứ tự xuất hiện và mỗi vai đều đóng một cái vai trò quan trọng như nhau đúng. đúng. không cô đây là một cái với con làm thứ rất là văn minh và mình nói một chút về sân khấu về khuya à, quý vị và đặc biệt là các bạn khán giả trẻ nhớ phải xem và nhớ phải nghe cái tuồng này ở trên youtube nó có rất là nhiều bản để chúng ta nghe thì cái tuồng này à, mình nói một chút nó nói về à, hai vợ chồng đã ly dị hai vợ chồng nghệ sĩ đã ly thân đã đã ly thân với nhau là à, anh chồng á, là lĩnh, lĩnh nam, nam. À, cô vợ là giáng Gián hương. hương là bởi vì anh chồng này có một cái nhân tình mới giàu hơn, à, tân thời hơn là cô Mỹ Tiên. Mình mình khoan nói đó là nhân tình mà phải nói như hiện nay mình nói đó là một nhà hỗ trợ. Dạ. Đó một nhà đầu Mạnh tư. Mạnh Thượng Quân. Chữ Mạnh thường Quân thì không biết có đúng không dạ. nhưng mà là một nhà đầu tư. Nghệ đó, thuật, nghệ thuật. Dạ. Nhưng mà thật ra nói theo ngôn ngữ của các bạn Gen Z ngày nay là trà xanh đó cô <laughs> đúng không là người thứ ba đó là cô Mỹ Tiên rồi. Trong cái uh, vở này thì hai vợ chồng có rất là nhiều uh, những cái cuộc tranh ừ. luận với nhau về sân Ngày khấu và từ đó uh, ông Nam Châu đã khéo léo đưa cái tuyên ngôn của ông về nghệ thuật, về cái trách nhiệm của một người nghệ sĩ. Ở trong kịch bản này cái mục đích trước nhất của ông khi viết cái kịch bản này ngay từ trong bóng hữu trường, ông đã thấy trước rằng cái đồng tiền chắc chắn sẽ có cái xoay chuyển cho sân khấu yeah. Chính cho đó là cái mà ông sợ nhất Và ông e ngại nhất yeah. Mà cái này Để cảnh báo được cái này Ông viết cái kịch bản Trong bóng hậu trường trước đây Và yeah. sân khấu về khuya sau này yeah. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể tránh được Cái việc này yeah. Cái việc mà bị đồng tiền quá Ở nghệ thuật Là cái chuyện mà phải nói là cực kỳ khó mm. Một người vì nghệ thuật một người vì đời sống, yeah. nó khó đi với nhau lắm. Yeah. Thế nào rồi hai cái này nó cũng sẽ chọi với nhau. Yeah. Và đây chính là cái tiếng nói thật nhất và cái tiếng nói sau cùng của một người nghệ sĩ suốt cái cuộc đời của mình lâm gọi là chăm chăm đi tìm một cái chân lý và để bảo vệ được cái chân lý nghệ thuật yeah. của mình và kể cả cả một cái cuộc đời lăn lộn với nghệ thuật sân khấu dạ. để tới cuối cùng ông khẳng định một điều rằng không vượt qua được cái bức tường này thì không bao giờ trở thành được con người nghệ sĩ. Dạ. Và thật ra Lĩnh Nam và giáng Hương thật ra cũng chỉ là hai mặt trong một con, con người, người của một người nghệ sĩ mà thôi. Bởi vì chúng ta cũng có những lúc vì đồng tiền mà mình quên mất cái, cái nghĩa đồng. vụ của mình. Chính chính. Dạ, thôi đến đây thì chắc là phải uh, mời cô hát một câu vọng cổ uh, cho quý khán giả nghe nhưng mà để uh, để đưa uh, để đưa đến cái câu vọng cổ đó thì uh, uh, con xin phép con sẽ tham gia ha tham gia con sẽ <laughs> đọc vài câu thoại để tạo uh, cảm xúc cho 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 cô Dạ. để 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 mình giống như là mình phải có một cái người cộng sự chứ dạ đúng một mình mình mà diễn hết thì cũng cũng không hay mà dạ. cũng không phân biệt được con dạ. thì con không biết hát nhưng mà con sẽ đọc những cái câu thoại của lĩnh nam đây là một cái đoạn mà lĩnh nam và giáng hương cãi nhau trước khi họ thật sự tách nhau ra dạ đây con... đây có nghĩa là cái tiếng nói trái tim dạ của giáng hương dạ. là cái người đại diện cho cái nghệ thuật yeah. và đồng thời là cái sự mà mình tạm gọi đó là cái lạc đường của yeah. cái nhân vật đỉnh nam yeah. trong lúc đang mê mẩn anh cũng là một người làm nghệ thuật nhưng có giây phút anh bị lạc đường yeah. và từ cái lạc đường đó mà anh đã xa đà yeah. vào mất đi cái nghệ thuật của mình yeah. và cuối cùng anh phải tìm lại bằng cái gì yeah. đó bằng tiếng nói của sân khấu và đây chúng ta sẽ nghe con gái của nghệ sĩ nông châu hát lên những cái lời ca từ trái tim của cha mình chắc là cô vào trước cái đoạn mà à, cô bắt đầu cái đoạn này á thì phải nói liền là sau khi mỹ tiên và lĩnh nam khẳng định cái sự kết nối của họ yeah. có nghĩa là lĩnh Nam sẽ rời giáng hương yeah. mà rời giáng hương cũng đồng thời với cái nghĩa là rời sân khấu yeah. và như vậy thì giáng hương trong một cái tình hình là vừa hụt khẩn về cái tình cảm nhưng đồng thời vừa hụt khẩn vì một người bạn đồng nghiệp của mình một người mà gọi là không có ai chia sẻ được yeah. cho nên trong giây phút này giáng hương là một người đàn bà đang ghen yeah. nhưng đồng thời cũng là một người đang chuẩn bị mất cái ừ. sân khấu của mình. Bà chính xác hơn là mất tất cả, mất chồng, mất cái người tình trong nghệ thuật. Yeah. Và khi tiền gì cũng không 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 tiền ở lại đây, cho nên là cô phải gián mặt và như vậy thì lĩnh năm chuẩn bị để bỏ Giáng hương đi và họ. Mỹ Tiên với Lĩnh Nam dìu nhau ra xe Và trong hình ảnh đó Gián Hương đã nói À Đã âu im nhau đến bực đó à Cậu Cậu nên nhào xuống giếng Mà tự tử đi còn hơn để cho con đàn bà ấy Nó giết cậu Cậu đánh đổi sân khấu với con đàn bà sát phu ấy à Trong 6 tháng nữa Nó sẽ cho cậu mất sân Bằng lòng Nhưng không làm nghề hát nữa Không còn sân khấu nữa Hết rồi Hạ mang rồi Rồi Còn con gián kiều Cậu có coi nó là con riêng của tôi không? Con gái Bổn phận của mợ là phải lo cho nó Rồi Nếu như tôi tự tử tự... Đừng đóng kịch với tôi Tôi không tin mợ Tài mợ đã làm cho khán giả tin Thì hãy đem mà dùng với khán giả Còn với tôi thì đừng Thế là xong. 20 năm hạnh phúc. 20 năm tranh đấu. 20 năm yêu đương. Tất cả. Đi đi. Cậu đi đi. Để đi mặt tôi. Tôi cũng bắt đầu học cái chết lần mòn. Cái chết lẻ loi cô độc. Đó, thấy chưa? Mở đóng kịch đã kém dần rồi đó Mở đóng hơi dư đó Đồ kịch sĩ tôi Chính cậu Đã đóng kịch với tôi thì có Mà còn dở hơn bình thường nữa kìa Ấy đó Lại còn dở thậm tệ nữa Cậu đi à Trước khi vở kịch này chấm dứt Dừng lại Có người phản trắc Khoan đi đã Trước khi tôi nói hết những gì chưa đựng trong lòng tôi Nghe cho kỹ này Hai mươi năm Hai mươi năm tôi vừa là thầy Vừa là bạn Vừa là con đầy tớ Mà cũng vừa là người trao chuốt vuốt yeah đỡ nâng nhắc nhở cho cậu làm nâng những giấy liệt sĩ ăn hùng những bậc má thượng phong mê lưu tình tứ vô cùng để cho tên tuổi của cậu đi thẳng vào tim của hằng chán khán giả thân yêu họ say đắm họ mê mang gương mặt của cậu chứ tông ngọc như trường khanh rồi họ sẵn sàng dung thư cho cậu tất cả những lỗi lầm dù nhỏ hay to mỗi khi cậu cất tiếng ca như chuông vàng ngân trên điện thánh hai mươi năm hai mươi năm mà nghe cậu nói chẳng thành công thấy cậu làm nhiều sằng bay tuy buồn bã tôi vẫn công bao giờ hé miệng lòng thấm đau mà nét mặt vẫn tươi cười muốn khuyên bảo nhau Tôi phải lựa đủ trăm lời Hai mươi năm Tôi đã lén lút tặng quà cho nhân viên trong lạp để họ vỗ tay khi cậu ra sân khấu Hai mươi năm tôi đã nhường hết cho cậu những lời hay tiếng đẹp Những giai tuồn lỏng lấy tráng nghiêm Để cho cậu làm nên cái tên lớn là lĩnh nam thần tương trên bao chí ảnh cầu bay tung tăng như bướm Tiếng tài hoa vang dội khắp trời nam Hai mươi năm già, hai mươi năm cậu đã bằng lòng như vậy Trên sân khấu kìa, nhưng trong tình vợ chồng thì sao? không có một chút phản ứng nào đối với những bạc bẽo vô tình của câu Hai mươi năm tôi đã mai cho cậu từ cái áo thiếu cho cậu từ cái khăn. Săn sóc cho cậu từ cái ngon ngọt trong miếng ăn. Ấp ủ cho cậu từ chiếc gối mạnh trắng trong giấc ngủ. Thế mà chăn gối vô tình đã in sâu hận dốc mạnh mãi có bao nhiêu người đẹp mà trên giường xưa quanh chăn gối chinh chân nhìn trắng cửa sổ hất thu đông rồi xuống hạ đã đi qua từ đó biết cái bao mùa cảm ơn cô cảm ơn cô rất là nhiều những cái lời ca quá đẹp và thật là ngạc nhiên là một kịch bản được viết cách đây hơn nửa thế kỷ mà sau đến ngày hôm nay cứ như là mới vừa được viết ra ngày hôm qua nói lên những cái vấn đề của sân khấu ngày hôm nay một cái sân khấu về khuya đúng như tên của kịch bản à, con rất là xúc động và con thấy cô cũng đang rất là ngậm ngùi nhưng mà thời lượng của chúng ta đã hết con rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã dành thời gian và đem đến đây những kỷ vật rất là quý báu còn một con. lời mà hồi nãy chưa nói yeah. ông không bao giờ mong muốn rằng con không nói gì yeah. nhưng ông muốn rằng khi con làm như ba ông không nói như ông nhưng mà mình phải hiểu là con chỉ đi theo cái con đường này ngay chính là con cháu sau này cũng vậy muốn tham gia vào nghệ thuật trước nhất phải biết rằng mình có đủ sức để bước trên con đường đó và đi tới cái đỉnh hay yeah. không nếu không đi tới được cái đỉnh thì đừng nên đi yeah. đừng nên là nhàn mà không làm được gì hết trong khi đó có thể làm hỏng cả mình và làm hỏng cả nghệ thuật yeah. Nên chọn một cái nghề nghiệp nào đó Mà mình có thể đi được tới cái đỉnh Và để truyền lại được Cái nghệ thuật Mà ba đã cho các con yeah. Thì thật sự trong các kịch bản của ông để lại Chúng tôi đã học được một điều Qua các nhân vật của ông Ông dạy điều nhân nghĩa Rất nhiều Và tất cả các nhân vật của ông Kể cả nhân vật phản diện nó đều mang tính chất nhân văn. Dạ. Yeah. Con người ta ác hay con người ta mang vào một cái nghiệp phản diện. Có nhiều khi người ta không muốn nhưng cái khách quan. Dạ. Yeah. Nó đã đưa con người ta đến một cái ác hay là một sự phản diện. Dạ. Yeah. Bởi vì ông vẫn mang trong mình cái nhân sinh quan là con người sinh ra không phải ác. Dạ. Yeah con người sinh ra vốn là bản thiện nhân yeah. sinh quan tính bổn thiện. Dạ, yeah. vậy thì nếu như mà nhìn theo cách này của cô thì uh, sân khấu về khuya nó không còn bi quan nữa mà có khi nó lại mang một cái gửi gắm cho tương lai bởi vì khuya là lúc mà trời tối nhất trước khi chuyển sang bình minh, đúng không ạ? Các nhân vật trong sân khấu về khuya lúc ông viết cái này là thời kỳ chia cắt. Dạ. Yeah. Cho nên tại sao ông đặt nhân vật của ông là Lĩnh Nam. Yeah. giáng Hương, Mỹ Tiên, giáng Kiều. Ông đều có cái tâm niệm của ông hết. Lúc bây giờ mình đang chia cắt. Mm. Cái quan niệm của ông chính là cái sự gắn bó với sự thống nhất. Một cái sự thôi thúc của ông yeah. đối với cái tình hình của đất nước. Yeah. Cho nên ông mới viết những cái tượng thăm đó yeah. trong tên của nhân vật. Yeah. Và cũng vậy với ông cái nhân sinh quan của ông vốn con người sinh ra bản thiện yeah. cho nên con người có thể trở thành thiện và tự ác có thể luyện để trở thành con người thiện yeah. mà trong cái vở này thì điển hình nhất đó chính là lĩnh nam yeah. một con người đã ra đi rồi để trở về một Mỹ Tiên đầu tiên nhất là chỉ muốn rứt Mĩnh Nam ra để làm giàu cho mình. Nhưng đến cuối cùng thì chính Mỹ Tiên đã phải thúc lên một câu rằng tôi không thể tài nào hiểu được tại sao các anh chị có thể sống chung nhau, để ghen tương nhau, để giữ dội với nhau, rồi để làm lành lại với nhau. Yeah. Thì chỉ có duy nhất một điều thôi, đó là nghệ thuật, yeah. đó là sân khấu. Yeah. Nó là sợi dây nối liền các anh chị lại với nhau, yeah. Mỹ tiên không thể bứt được hai con người này ra. Yeah. Trong cuộc đời mình cũng vậy. Yeah. có đôi lúc mình cứ tự nghĩ lại rằng là ta đã làm được hay chưa? Và nếu ta đã làm một điều gì đó tổn hại đến nghề nghiệp thì ta phải nên nhìn lại và nên quay đầu. Nghe giờ hay nói cái câu là quay lại là bờ, yeah. nhưng thực ra là phải nhờ vào cái sự nghệ vào cái tính nghệ thuật đó vào cái sân khấu đó đó là trái tim của người nghệ sĩ. Dạ, yeah. à, cái nguyện ước thống nhất của ông Nam Châu đã trở thành sự thật và bây giờ là còn một nguyện ước khác đó là được nhìn thấy một lần nữa sân khấu trở nên thật và đẹp thì con rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã dành thời gian và đặc biệt là dành rất là nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ chúng con để hiểu thêm về sân khấu rất là chúc cô sức khỏe để tiếp tục có thêm những cái bài giảng hay những cái bài nói hay cho những cái thế hệ kế cận để họ biết sân khấu đã từng rực rỡ đã từng thật và đẹp như thế nào rất là cảm ơn cô cũng cảm ơn chương trình đã cho cô có dịp yeah. để để nói lại cái nên nó thật là đây là một một cái dịp để cho cô có thể nói cái sự gọi là bắt đầu yeah. cái sự giàu nghề cái sự hành nghề cái sự thực hiện tất cả những cái lý tưởng về nghề nghiệp yeah. và đồng thời là cái mà có lẽ trong cuộc đời của ông nếu ông được cho cái sức khỏe mà dài hơn thì có lẽ ông sẽ truyền được hết tất cả những cái gì mà ông muốn để lại yeah. và cái gì mà ông mong muốn nhất nhưng rõ ràng là ông không có cái điều kiện đó yeah. nhưng cũng tại vì cái chính là lao lực với nghề nghiệp nhiều yeah. quá cho nên cái sức khỏe của ông nó cũng suy kém rất nhiều cho nên lời khuyên với những người sau này yeah. làm nghề thì phải nhớ làm cật lực nhưng phải giữ gìn sức khỏe để yeah. còn đi được một con đường dài yeah. Và về già, nghề của chúng ta càng già càng dẻo, gần càng già càng cai yeah. Nghề càng già càng dày kinh nghiệm yeah. Thì hãy truyền cái kinh nghiệm chân chính nhất Nếu yêu được cái chân lý thật và đẹp Thì hãy truyền bá cái chân lý ấy cho các thế hệ kế tiếp yeah. Để nuôi dưỡng nó và để bảo vệ được nó yeah. dài lâu yeah. Trong cái đời sống nghệ thuật Mà nhất là với cái nghệ thuật sân khấu cải lương Dạ yeah. Lời cuối cùng Ông Nam Châu đã Đã nằm xuống vào năm 1977 78 đúng không? 1978 À vậy là cùng năm mất Với chị Tân Nga Dạ yeah. à. Cùng một năm đó Cô mất đi ba người Mà cô rất quý Dạ yeah. Khỏi nói về ba Ba mất năm tháng tư Năm yeah. 1978 yeah. Một người bạn đồng nghiệp chí cốt Và cũng rất là gọi là mang nhiều tư tưởng gần gũi với ba nhất đó là nghệ sĩ nhân dân tác giả Ngô Y Linh yeah. đó và người thứ ba đó chính là chị Thanh Nga. Yeah. Chị Thanh Nga mất tháng 11, ba mất tháng 4, chú Ngô Y Linh mất tháng 7. Yeah. Ba người trong một năm mà cô cảm thấy cô bị hụt hận yeah. hơi tiếc. Yeah. À, nhưng mà sân khấu về khuya thì bất tử, những lời văn của Nam Châu thì bất tử và giọng ca của cô Thanh Nga cũng là bất tử. Rất là cảm ơn cô một lần nữa và cảm ơn quý vị đã nghe cái tập podcast ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị ở những tập podcast Trăm Năm Sân Khấu lần sau. Xin chào.